Em thì em thích người phụ nữ hiện đại. Bạn có thích sống thử không? Chắc không chị. Còn sống thử thì em không chấp nhận được. Có tật xấu gì không? Hồi nãy em nói rồi chị. Giờ nói lại nó không trùng. Ủa? Em tên là Giáng Xuân, 33 tuổi. Em là giáo viên mầm non. 33 tuổi? Dạ. Wow, trẻ quá. Em ở đâu? Hiện giờ em đang sống ở Hóc Môn ạ. Rồi mời bạn nam giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em là Trương Hồng Phúc, năm nay 33 tuổi, kỹ sư cơ khí, hiện tại đang làm việc và sống ở Nhà Bè. Bạn nữ, mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Yêu thì chưa ạ. Chưa yêu một mối tình nào sâu đậm hết hả? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao? Có những bạn mà chỉ mới quen em mà đi chơi là có sự đụng chạm này nọ đó. Em cảm thấy sợ. Bạn muốn tìm một người chồng tương lai như thế nào? Dạ, cao, lãng mạn tí. Cái chuẩn giống ai cao? Như anh Quyền Linh nha. Rồi bây giờ mình muốn người phụ nữ thế nào? Em thì em thích người phụ nữ hiện đại. Bạn có thích sống thử không? Chắc không chị. Ủa không. Hiện đại sao không thích? Hiện đại có thể đi chơi, còn sống thử thì em không chấp nhận được. Tại hai mức độ nó khác nhau. Rồi bây giờ không thích phụ nữ là điều gì? Không sạch sẽ, dữ. Cái này không thích đúng rồi. Mà không có phụ nữ gì đâu. Rồi gì nữa? Làm biến. Phụ nữ làm biến. Dơ. Không sạch sẽ là gì nữa? Hầu như đó được. Bạn không rồi, thích cái gì mình đó? Có tật xấu gì không? Chứ em không có biết tâm lý phụ nữ. Cái bạn nữ thích cái gì nói em làm thôi, chứ em không có. Không nói được. Là không làm hả? Không đón được. Tặng quà gì đó thì họ nói mình đi chẳng đi mua. Chứ lúc mình mua mình áp tặng vàng người ta không thích. Em không thích điều gì ở người bạn trai? Dạ nhậu nhẹt không thích, lăng nhăng không thích, hút thuốc không thích. Thôi chị. Có hút thuốc không? Dạ không. Nhậu nhẹt. Cũng nhậu khoảng 3 lon. Lăng nhăng. Lăng nhăng thì giờ chưa có vợ nên không biết. Chung thủy không? Hả? Chắc không? Nguy hiểm rồi nha. Muốn lấy vợ dữ lắm chưa? Xòe cái bàn tay làm gì để móng tay vào ngoằn vậy? Thích đàn nên em phải để, nhiều lúc em phải đàn. Đâu đưa tay trái? Đàn. Hộp lại. À bên đây là không có, còn cái móng cái để làm chi? Không, móng tay này để cười cười bên đây, cái này cười cười. Ôi. Dễ thương thật lòng mà. Có tật xấu gì không? Thì nãy em nói rồi chị. Vậy là nhiều tật xấu lắm hả? Không, mà nhiều người tiếp xúc em họ nói em là người tốt. Hy vọng vậy. Anh qua coi chị hợp với đây không nha. À chào cô giáo. Dạ chào anh. Thương quá. Dạ. Anh bên đây nè, thực chất á, anh là con người chân thật. Nghĩ sao làm vậy, nghĩ sao nói vậy, những con người đó thật tình đấy. Dạ. Anh giống như nít vậy đó. Em có thích lãng mạn không? Dạ có chứ. Có nữa. Để thử hỏi anh này có lãng mạn không nha. Không, thấy cái bộ hông rồi đó. Anh có thể lãng mạn với bạn gái được không? Dạ được. Ví dụ cụ thể, một lúc cô ta buồn, anh làm gì? Kể chuyện vui anh. Cái chuyện vui mà lãng mạn hả? Buồn mình xử lý cho họ vui trước rồi mình mới lãng mạn sao? Bây giờ kể một câu chuyện thật là lãng mạn. Cái ngày gọi là sinh nhật của cô ấy, anh sẽ làm gì? Gửi qua qua đường bưu điện. Ở chung nhà mà gửi qua đường bưu điện hả? Nhiều lúc như một cái người đang ở trong công ty mà có một cái người tới tặng hoa, mọi người thấy họ sẽ thích hơn. Còn mình tặng ở nhà thì có hai vợ chồng cũng không có ý nghĩa gì nhiều lắm. Rồi còn gì nữa, lãng mạn gì nữa? Thì sau đó có thể đi ăn tối, đi công viên gì đó xong rồi vậy. Công viên làm gì? Công viên thì ngồi hóng gió rồi nói chuyện. Cho mũi cắn nè. Đâu có lãng mạn, công viên phải làm gì lãng mạn chứ. Nói chuyện nó nói ra không được. Bây giờ là dẫn người yêu ra công viên, mình phải tổ chức cái gì lãng mạn. Thí dụ anh cắm đèn cầy xung quanh cái chỗ ngồi gì ha. Hay trải hoa chỗ ngồi gì đó. Hay là cái gì đó. Đó là như trong phim có chứ ngoài ít lắm, ở đây làm nữa. Nói thiệt luôn á. Chứ ngoài làm sao? Ngoài mình làm ở nhà mình thôi, ra công viên nó gió rồi châm mày lên xong nó tắt, châm tắt cũng không. Vậy ở nhà làm sao cho lãng mạn? Có thể làm nến như anh đó. Rồi thì mình tự tay mình nấu cái món gì đó vợ thích đó. Thì vậy thôi. Thôi nghĩ cái đêm tân hôn làm sao lãng mạn. Anh hỏi sâu quá rồi, không được. Bây giờ tôi hỏi là bạn trai có cái tài gì để mà tỏ tình bạn gái ngày hôm nay không? Bạn gái rất thích lãng mạn. Chắc tỏ tình bằng thơ bao gì cũng được. Rồi thơ đâu, tỏ tình thơ sao? Hậu nó gặp đi rồi có cảm xúc tỏ tình được. Giờ này ngồi tình kỹ. Đây tỏ tình mấy người này sao? Biết đàn không? Dạ biết mà em hát nhạc chế không chị ơi. Lấy cái đàn cho đàn nha. Hát nhạc chế gì đó hát đi nè. Bị thì không có thuộc bài. Trời ơi, ông dạo rồi. Thì giờ bắt đầu được gì thì đàn đi. Thôi. Bà tôi đàn à. Tôi đưa em qua sông.
rồi tôi đưa em lên bờ. Đấy, ví dụ vậy. Bây giờ bạn gái hát tặng bạn trai bạn. Cho một tràng pháo tay cho cô giáo đi các bạn. Đó thấy chưa, bạn hát liền rồi. Em và tôi xa nhau thấy nhớ, gần nhau giận hờn. Em và tôi mỗi người một nửa cuộc đời. Thấy chưa? Bây giờ cô giáo, cô có đi với người thân không? Dạ, em đi với mẹ với em trai. Dạ, chào cô. Chào chú Nguyên Linh, chào cô Cát Tường. Anh này cũng hơi thật thà nhưng mà có điều phải mạnh lên. Đúng rồi. Muốn lấy vợ thì phải mạnh lên chứ. Bây giờ mình không biết hát thì mình cứ hát lại một câu nào cũng được, để cho thể hiện cái lòng của mình là muốn phải mạnh lên. Đúng rồi. Được chưa? Mất điểm rồi, mất điểm rồi. Thì con thì, nhưng con hứa với bác, ví dụ như mà con với con gái bác mà thành vợ thành chồng á, con không biết cuộc sống sau này nó có giàu hay nghèo hay không, nhưng mà con hứa sẽ không để cho cô ấy khổ vì con. Cũng tạm chấp nhận. Mà mình có đi với ai không? Dạ, em có đi với em trai tên Duy. Rồi. Chào anh Quyền Linh. Chào Duy, tình hình anh mình sao em? Các tiếp xúc với đông người anh hơi mất tình tí chứ bình thường ok anh. Thấy chị dâu tương lai sao? Dạ, em thấy chị xinh đẹp dễ thương. Nói với ảnh mạnh mẽ dạ. Lên sao chứ vậy là thấy thua rồi đó. Rồi, cố lên. Rồi, bây rồi. Giờ kéo màn lên cho hai người gặp mặt. Bắt đầu. Chào anh. Anh có món quà em có hai. Đúng tá mặt mày phong độ lắm chứ bộ. Anh có hai cái quan điểm anh muốn cần trao đổi với em. Một là trong cuộc sống thì anh cần cái sự đồng cảm, nên anh lúc nào cũng sống thật. Có em ở đây anh cũng như vậy, chỗ khác không có em anh cũng sẽ sống như vậy. Thứ hai là trong tình yêu thì nó có bốn yếu tố. Một là phải sự nghiêm túc, hai là chung thủy, thứ ba là có niềm tin, và thứ tư là có sự chia sẻ. Gặp nhau là một cái duyên rồi, mình hợp nhau khoảng 60% là may mắn. Còn phần còn lại thì anh với em sẽ, mọi người sẽ giảm một cái tôi lại, sẽ cùng nhìn một hướng, thì cái mối quan hệ nó sẽ xa hơn và nó sẽ có những cái kết quả tốt đẹp hơn. Chứ còn ở trên đây có thể là anh bị rung, có thể anh thiện không hết bằng cái khả năng của anh. Làm thơ gì đó, nãy hứa gặp nhau cảm xúc làm thơ. Có lãng mạn xíu coi, hẹn hò rồi sao? Đúng rồi. Thì em có một bài thơ, nó cũng theo em mà nó cũng hơi vô duyên. Thì mọi người có thích thì vỗ tay mà ủng hộ cho mình. Chẳng lẽ anh nói yêu em, sao nghe kỳ cục quá, không nói biết đâu rồi hối hận, nên anh nói bằng cả tấm lòng trân trọng, anh yêu em. Vậy mà nói thơ vô duyên vậy? Mình làm cho nó bùng nổ lên, nó cho quan tâm. Trời ơi. Thôi bây giờ tính cái chuyện đám cưới đi. Thì nhà anh có ba người con trai, chưa ai lấy vợ hết, nên càng sớm càng tốt. Nếu mà anh định kết hôn là sống ở đâu? Anh sẽ gặp nghiệp ở Sài Gòn. Lương anh cũng đủ cho hai người sống. Còn sao, ai lo? Anh hỏi khó anh lên đây. Sao khó phải... Hỏi sự thật chứ sao hỏi khó. Hỏi chứ bây giờ hai vợ chồng lấy nhau, em mẹ anh lo, rồi con ai không ai lo, lẽ tôi lo. Vậy mà khó gì, tôi làm ai tôi phải hỏi vụ đó chứ. Anh cũng có phần ở dưới quê á, có thể bán ở lên đây mua nhà ở đây được. Nên nãy giờ anh không nói sâu chuyện này, anh Linh hỏi hoài. Rồi thôi bây giờ hai người nói một cái câu cảm xúc ngày đầu tiên gặp nhau. Anh ban đầu gặp em thì chưa có tiếp xúc được nhiều, nhưng mà anh thấy tính tình em mà anh cũng thích, thì anh hy vọng chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Em thì cũng hiền ít nói thôi, nhưng mà nếu mà quen lâu thì hả, mọi người sẽ thấy em rất là cởi mở, vui vẻ. Dạ. Rồi, trước khi hai người tiến hành bấm nút thì tôi cũng chia sẻ với anh đàn ông với nhau, mình phải nên cởi mở chút xíu nữa. Biết rằng mấy những người kỹ sư á, họ hay khô khan lắm, thành ra mình thay đổi nó mềm chút xíu nữa đi ha, đồng chí kỹ sư. Dạ. Cảm ơn. Rồi. Trước hàng triệu khán giả, trước gia đình hai bên, chúng ta quyết định bấm nút là tiến tới, chứ không phải bấm nút để rồi nút đó không ai lo nha. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Cái nút
này bấm không được ha. Cái này bấm. Đấy, cô giáo rất là dễ thương. Chúng ta bỏ mất cơ hội này là không còn cơ hội nào nữa đâu. Nhưng mà cho hỏi cô giáo một tí xíu. Ba rồi bạn mới bấm, lý do? Thấy anh cũng thiệt thà mà cũng hiền nữa. Nhưng mà lúc đầu tại sao không bấm lúc sớm? Em bấm mà sao nhóm ngoài nó không được. Mình nắm tay nhau một cái đi bạn. Cảm nhận như thế nào anh? Tay cô giáo mềm. Tay cô giáo mềm.